sẽ là video cuối cùng của em Hằng tại Bika Hà Nội. Và trong video ngày hôm nay thì anh chị hãy cùng em nhìn lại 5 sự kiện ô tô nổi bật của năm 2023 nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là áp dụng luật biển số định danh và đấu giá biển số. Sự kiện này khiến cho không ít người dân đau đầu đặt ra những câu hỏi như: nếu như mình có cặp 3 chiếc xe thì cả 3 chiếc xe đều mang biển giống nhau à? Hay là lỡ như bốc phải biển 4953 thì sẽ phải theo đến hết đời ư? Và rất nhiều những cái thắc mắc khác. Sự kiện thứ hai đó chính là tái áp dụng giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp ở trong nước. Ở đây có bác nào tiết kiệm được cả 100 triệu tiền phí trước bạ không ạ? Sự kiện thứ ba đó chính là hãng ô tô VinFast được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau khi chốt phiên giao dịch đầu tiên, vốn hóa của VinFast lên đến 85 tỷ đô, vượt qua cả Ford và nhiều hãng xe danh tiếng khác, quá tự hào là một hãng xe mang thương hiệu Việt. Sự kiện thứ tư đó là doanh số toàn thị trường ô tô giảm mạnh. Mặc dù đã được nhà nước hỗ trợ 50% phí trước bạ, kèm theo đó là cơn mưa giảm giá đến từ các đại lý, nhưng tổng doanh số năm 2023 vẫn giảm 25% so với năm 2022. Không chỉ có doanh số giảm mạnh mà số vụ triệu hồi xe năm 2023 cũng tăng kỷ lục. Có đến 53.804 xe của các hãng bị ảnh hưởng, nhiều nhất là Hyundai với tổng số xe bị ảnh hưởng là 23.753 chiếc sau 4 lần triệu hồi. Cuối cùng xin được khép lại năm 2023 với nhiều khó khăn và bước sang năm 2024 với nhiều khởi đầu may mắn và thịnh vượng hơn nữa. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Bika Hà Nội trong suốt thời gian vừa qua. À, nhưng mà đây là video cuối cùng của em Hằng trong năm 2023 thôi nhá.